Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3 tuần 32 trang 64 tập làm văn. Đề bài: viết một đoạn văn từ 7 đến 10 câu kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. Chăm sóc cây hoa, quét dọn rác ở lớp, dọn vệ sinh đường làng, đường phố. Như vậy thì đề bài tập làm văn hôm nay chúng ta sẽ viết một đoạn văn là từ 7 đến 10 câu để kể lại một việc tốt mà chúng ta đã làm, góp phần bảo vệ môi trường. Thì đó là gồm những cái việc như là chăm sóc cây hoa, quét dọn rác ở lớp, dọn vệ sinh ở đường làng, đường phố. Thì các em cần nêu được ở trong cái đoạn văn của mình đó là tên việc tốt đã làm đó là gì. Rồi diễn biến của công việc như thế nào, có những cái công việc, những cái... tức là cái diễn biến của nó sẽ diễn ra như thế nào. Rồi cuối cùng là cái cảm tưởng của mình, của em sau khi làm việc đó, em cảm thấy vui hay là cảm thấy là vui hay là buồn hay là gì đó thì các em sẽ trình bày trong cái đoạn văn của mình. Thì ở đây cô ví dụ một đoạn văn: con đường bê tông dẫn vào ngõ em không biết có từ bao giờ. Tháng trước, mưa kéo dài triền miên khiến nhiều vết rạn nứt và ổ gà bắt đầu xuất hiện. Nhiều đoạn đường xấu còn gây nguy hiểm cho bà con làng xóm. Thấy vậy, em đã cùng bố lên kế hoạch sửa sang lại con đường. Sáng chủ nhật, hai bố con em hào hứng trộn và xách vữa đá vá lại những hố trũng. Cô bác trong khu thấy vậy cũng nhiệt tình giúp đỡ, khiến không khí càng thêm sôi nổi và vui tươi. Khi mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ cũng là lúc con đường đã khoác lên mình bộ áo mới phẳng phiu mềm mại. Em rất hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ công sức của mình làm đẹp cho ngõ xóm. Tức là chúng ta sẽ viết một đoạn văn và đoạn văn đó kể lại việc tốt mà mình đã làm để bảo vệ môi trường. Thì ở đây một cái việc tốt đó là đã sửa sang lại con đường bê tông bị nhiều vết rạn nứt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói tên công việc ở đây. Tên công việc ở đây đó là sửa sang lại cái con đường, tức là con đường bê tông này nó bị rạn nứt. Thì đã bố và em đã lên kế hoạch là sửa sang lại con đường bằng cách là vá lại những cái hố trũng bằng cái vữa. Và tiếp theo thì các em sẽ kể, các em sẽ nêu cái diễn biến của công việc này như thế nào và cuối cùng nêu cái cảm tưởng của mình sau khi làm việc đó là cảm thấy như thế nào. Cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì đã góp phần nhỏ cái công sức của mình làm cho cái ngõ xóm thêm tươi đẹp. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 3. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Tôi chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.